Theo mình nghĩ nếu mà để mà nhìn được thấy ma như một số người họ quả quyết ấy, rất nhiều người gặp nam mà họ khẳng định rằng là họ thấy ma, thì đúng là con người của chúng ta sẽ có những người đặc biệt, có thể là mắt của họ hay là phần nào đấy trên não bộ của họ chẳng hạn, thì đã giúp cho họ nhìn thấy được những cái điều mà chúng ta không nhìn thấy. Thì nam rất tiếc là cũng không phải là người có cái khả năng đặc biệt đó trong cái phần trăm đó. Mình không nhìn thấy bằng mắt thường thì buộc mình phải sử dụng khoa học để mình tìm hiểu. Thì nam cũng đã sưu tầm được một số các loại máy, như là mình nghĩ rằng nếu mà ma mà không nhìn thấy được thì có thể họ ở một cái dạng năng lượng nào đó, một cái tần số nào đó, một cái tần số nào đó. Với cái máy đó của bạn là đầu tư rồi phát huy được chưa? Có một lần là mình lên một cái khu ở trên một vách đá. Thì ngày xưa ấy, là có một cái tục lệ của một cái dân tộc đã từng sinh sống ở Việt Nam, là khi họ chết ấy, thì các cái quan tài sẽ được mang lên vách đá để trên đó, tức là một cái nghĩa địa treo. Xa xôi trong vùng núi Suối Bàng, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, từ bao giờ không biết, đã xuất hiện những cỗ quan tài kỳ lạ đặt treo leo trên những vách núi cao. Hầu hết những chiếc quan tài và hài cốt bên trong đều được giữ nguyên vì có cho tiền, người dân sinh sống xung quanh cũng không dám phạm vào. Với họ, nếu có việc tới đây, phải trình báo với thầy Mo đưa đi. Đã có vài kẻ vô tình hay có lòng tham muốn tìm kho báu đều phải trả giá bằng mạng sống của mình. Thì khi mình mang lên đó, thì đó cũng là lần đầu tiên mình sử dụng cái máy đó luôn. Thì thấy nó cũng kêu. Nó kêu. Ừ. Nó kêu rất là to hay là nó chỉ kêu ở cái biến động vừa khác biệt thôi? Tức là nó kêu đủ để biết rằng là có một cái năng lượng ở đây, một cái sóng ở đây đó, chứ không phải là nó kêu rít lên. Nhưng mà có bao giờ là do ví dụ như là cái cục anten xung quanh hay cái sóng từ trường ở xung quanh nào đó, ví dụ như sóng điện thoại chẳng hạn, nó ảnh hưởng đến cái máy đó của mình hay không? Thì đó cũng là cái cách lý giải mà dành cho những người mà không nhìn thấy ma, nói về những người nhìn thấy ma. Link tập này Khang để dưới một bình luận. Cả nhà nhớ like và subscribe kênh YouTube MC Nguyên Khang để đón xem những tập tiếp theo của The Khang Show nhé.